Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức là địa phương có tình trạng xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất đai diễn ra hết sức phức tạp, nghiêm trọng. Thay vì cần phải nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm các sai phạm, thì từ nhiều năm nay, việc cấp điện cho các xưởng sản xuất xây dựng trái phép vẫn diễn ra bình thường mà không bị xử lý. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trạm truyền tải và phân phối điện này nằm trên khu vực đất Đồng Bưởi, Lò Gạch thuộc xã Dương Liễu. Những trụ điện như thế này cung ứng điện ba pha, phục vụ sản xuất kinh doanh cho các lán xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Khi mà bán điện thì Hợp tác xã Dương Liễu cũng phải thực hiện đúng các quy định trong nghị định 137 về việc khách hàng mua điện thì cũng phải cấp các giấy tờ liên quan họ phê duyệt. Thì cái việc mà phê duyệt đấy là do trách nhiệm của hợp tác xã. Chúng tôi thì bán điện cho hợp tác xã Dương Liễu, thì chúng tôi bán điện qua công ty tổng. Còn cái việc mà phía sau mà hợp tác xã bán điện thì chúng tôi không thuộc chức năng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ bán điện ở công trên công ty tổng. Đã là nhà xưởng không phép thì tất nhiên công tác phòng cháy chữa cháy ở đây cũng không đảm bảo, không được nghiệm thu theo đúng quy định. Bất chấp các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, ngày ngày điện vẫn được cấp tới các hộ sản xuất kinh doanh trên đất vi phạm. Việc phối hợp xử lý giữa hợp tác xã và ủy ban nhân xã, anh em tôi vẫn đã và đang làm. Tuy nhiên là trong cái quá trình làm thì có thể có những cái chỗ mình chưa kiểm tra hết, thì có thể nó còn có những cái vi phạm gì đó chẳng hạn. Nhưng mà về mặt chủ trương thì anh em tôi đang tập trung là tất cả những cái ủy ban mà khi mà có yêu cầu xử lý, một là đến cưỡng chế hoặc là yêu cầu rà soát những hộ mà vi phạm, nhất là cái anh cho đấu nối nhờ. Báo cáo như thế chúng tôi cũng đã tập trung và kia hết sức kiên quyết cái này. Dù các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ nhiều năm qua, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, các hộ vi phạm ở đây vẫn có điện ba pha cho hoạt động sản xuất. Nhưng việc thiết lập các hồ sơ vi phạm để ngưng cấp điện thì lại chưa có. Kể cả nhiều năm trước cũng đã tổ chức rà soát, nhưng thực tế là cái việc mà người ta nhiều khi cứ có thể là cứ câu móc cho người nọ người kia. Đấy, bởi vì một số khu vực đất thì nó lại cũng giáp danh với khu vực dân cư. Thế cho nên là thực tế cái này thì cũng rất là khó. Thế còn nếu như đúng có trường hợp nào mà ví dụ câu móc trên đất nông nghiệp chúng tôi chưa kiểm tra phát hiện, thì cái này chúng tôi sẽ là nhận cái thiếu sót, và tới đây chúng tôi là cũng đề nghị là hợp tác xã là tiếp tục là rà soát thêm, bởi vì hiện nay thì hợp tác xã cũng đang rà soát. Vì là vi phạm nên các hộ dùng điện sản xuất kinh doanh ở đây cũng đành lòng phải chấp nhận đóng tiền điện với giá cao mà không biết kêu ai. Cứ như vậy, vi phạm về đất đai, về cung ứng điện cứ thế song hành nối dài từ năm này qua năm khác.